Thưa quý vị, kể từ khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức ban hành nghị quyết về đại lễ Vesak vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, tính đến nay, đại lễ Vesak đã trải qua 24 lần tổ chức, trong đó có 15 lần tổ chức tại Thái Lan, 1 lần tại Sri Lanka và 3 lần tại Việt Nam. Và năm 2025 tới đây, Việt Nam vinh dự đăng cai lần thứ tư. Dịp này cũng trùng vào thời điểm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước Việt Nam 1975-2025 mang ý nghĩa hết sức to lớn. Công tác chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt quan trọng này đang được Chư Tôn Đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẩn trương, cùng với sự hỗ trợ nhiệt thành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như các địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã 3 lần đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc. Năm 2008, Việt Nam được vinh dự đăng cai tổ chức Vesak tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội với sự tham dự của 87 quốc gia và hàng nghìn lãnh đạo Phật giáo toàn cầu nhằm truyền bá thông điệp hòa bình, tình thương và hòa hợp của Đức Phật. Đó là sự kiện Phật giáo quốc tế lớn nhất đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Tháng 5 năm 2014, lần thứ hai Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc quan trọng này tại Trung tâm Hội nghị Phật giáo quốc tế Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, với sự tham dự của 105 quốc gia, góp phần tăng cường giao lưu cộng đồng Phật giáo thế giới, kết nối niềm tin và sự đóng góp của cộng đồng Phật giáo thế giới và giải quyết các vấn đề toàn cầu. Tháng 5 năm 2019, lần thứ ba Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại Chùa Tam Trúc, tỉnh Hà Nam, với sự tham dự của 112 quốc gia, với chủ đề Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Qua 3 kỳ tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, Việt Nam nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm từ ICDV và cộng đồng Phật giáo quốc tế, tiếp tục đăng cai Đại lễ 2025, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề chính, hòa hợp và tính bao hàm vì nhân phẩm con người, tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững. Chúng ta đã chọn ra một cái chủ đề đại lễ và chúng ta thấy là nó toát lên cái gì? Khi mọi người tìm hiểu về Việt Nam, thấy là cái tinh thần đoàn kết, cái ý chí kiên cường của người Việt Nam chúng ta trong lịch sử để làm nên một chiến thắng vĩ đại. Và cái chiến thắng của chúng ta thấy là không chỉ là dừng lại ở các kỷ niệm 5 năm, chúng ta còn được 80 năm đất nước, thì những cái chiến thắng của chúng ta, dù như vào năm 1945-1954, thì chúng ta còn làm thay đổi cả thế giới, thay đổi cả cái hệ thống địa trên thế giới. Do đó cho nên là cái gợi mở để đem đến được cái sức mạnh Việt Nam, cái tinh thần kiên cường của quốc của Việt Nam, và trong đó Đại lễ Vesak năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5. Cụ thể, ngày 6 tháng 5, khai mạc đại lễ, thuyết trình chủ đề chính đại lễ, hòa hợp và tính bao hàm vì nhân phẩm con người, tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững. Ngày 7 tháng 5, các hội thảo chuyên đề, biểu diễn nghệ thuật Phật giáo và diễu hành xe hòa. Ngày 8 tháng 5, biểu diễn nghệ thuật Phật giáo quốc tế và lễ bế mạc. Để chuẩn bị tốt nhất cho Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc sắp tới, thời gian qua, ban tổ chức đã có nhiều phiên họp với lãnh đạo chính quyền các cấp, khảo sát và tiến hành xây dựng một số công trình tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy sự nhiệt tâm, chỉn chu, kỹ lưỡng của Chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sự đầu tư công phu cho đại lễ quan trọng. Hòa chung không khí khẩn trương ấy, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội cũng tích cực họp bàn, khảo sát, chuẩn bị kế hoạch cho chương trình văn hóa nghệ thuật, triển lãm. Đây cũng là dịp để quảng bá nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa Phật giáo Việt Nam nói riêng. Trong cái triển lãm đó thì Ban Văn hóa Trung ương về cái lĩnh vực văn hóa Phật giáo thì muốn giới thiệu là 87 cái bảo vật quốc gia và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là những cái di sản cũng như nét đặc trưng văn hóa của Phật giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam, giới thiệu những các cái văn kinh, rồi những cái pháp khí, rồi những các cái tư liệu truyền thống của Phật giáo, những các cái tranh họa đồ, rồi những các cái nhạc cụ Phật giáo Việt Nam, trà
trà cụ, rồi tất cả những cái gì mà nó là cái nét đặc trưng và nó là cái truyền thống và của Phật giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Như vậy là ở lần thứ tư Việt Nam tổ chức đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là nơi diễn ra đại lễ. Đây thật sự là niềm tự hào của Chư Tôn Đức Hội đồng điều hành, các giảng viên và các tăng ni sinh của học viện. Với sự chỉ đạo của Đại lão Hòa thượng Pháp chủ kiêm viện trưởng học viện á, thì những vị có chức năng chính như Thượng tọa Thích Thanh Phong, rồi như Thượng tọa Thích Nhật Từ đại diện cho học viện sẽ là cái người mà kết nối với Chư Tôn Đức lãnh đạo để chuẩn bị các cái bước quan trọng, ví dụ như là chuẩn bị hội trường cần phải thiết trí lại cho có ghế ngồi một cách bài bản, rồi hệ thống máy điều hòa vân vân, để góp phần cho cái sự thành công chung cho cái đại lễ Vê Sắc sang năm 2025. Có thể nói, công tác chuẩn bị từ phía Phật giáo Việt Nam nói chung và Ban tổ chức Vê Sắc 2025 nói riêng đã cơ bản đạt được sự nhất trí cao, thể hiện qua phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban tổ chức quốc tế Vê Sắc Liên Hợp Quốc và Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 9. Bên cạnh việc thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Vê Sắc 2025, các đại biểu tham gia phiên họp cũng thảo luận và đóng góp nhiều nội dung quan trọng như chủ đề của đại lễ, thành phần khách mời, chương trình chi tiết, tạo điều kiện để những công tác chuẩn bị tiếp theo diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Tôi rất hạnh phúc khi đến đất nước của các bạn. Đây là lần thứ tư tôi có cơ hội tham gia đóng góp cho Vê Sắc tại Việt Nam. Chúng tôi đã cùng Chư Tôn Đức có những cuộc thảo luận nghiêm túc về nhiều nội dung thể hiện các triết lý của Đức Phật không bao giờ chấp nhận chiến tranh, sự phân biệt đối xử, lừa dối, đề cao sự bao dung, quảng đại. Vì thế, chúng tôi đã thống nhất các nội dung liên quan đến đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc năm 2025. Và thật đáng mừng, đại lễ là một trong các sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm ngày giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Từ nay đến ngày tổ chức đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc năm 2025 còn khoảng gần 8 tháng. Đó là quỹ thời gian không nhiều, nhưng với kinh nghiệm từng 3 lần tổ chức thành công đại lễ, đặc biệt lần sau thành công hơn lần trước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ hoàn thành mọi công tác chuẩn bị để đại lễ năm 2025 trở thành sự kiện quý báu để quảng bá thông điệp đoàn kết, thống nhất, hợp tác Phật giáo vì hòa bình thế giới. Sự quyết tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam càng thêm mạnh mẽ với sự ủng hộ của Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương và thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 6 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chấp nhận được nguyên tắc để cho phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2025 tại Việt Nam và đã chỉ đạo các bộ ban ngành hoàn thiện các thủ tục, thực hiện các nhiệm vụ để hỗ trợ giáo hội trong việc chuẩn bị các công việc cho đại lễ và sẽ sớm có công hàm gửi ủy ban tổ chức đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc về việc chấp thuận và tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2025 tại thành phố Hồ Chí Minh như đề án dự thảo và trung ương đã trình. Dự kiến đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc 2025 sẽ có khoảng 1.000 đại biểu khách mời quốc tế của 80 quốc gia tham dự, cùng 1.000 đại biểu tăng ni, khách mời, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh đó là đông đảo Phật tử trong nước lẫn quốc tế. Đây sẽ là sự kiện đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, là hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc. Đại lễ cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới.